Này ế tấm nổi đi xe nữa hả? Giờ này bán chậm hả chị ha? Này chậm ai cũng chậm hết. Xong có chị này bán bánh canh em mua luôn mọi người. Có bánh canh ăn ăn xong rồi em chút qua chị em chút học rồi em đi lên trên chỗ gửi hàng em coi. Hình như có một cái đơn hàng nó bị lỗi gì vậy mọi người. Em đưa cho cái em kia đi mà sao nó không đi mà nó vẫn còn nằm ở trên app. Sáng sớm dù tôi bắt buổi tối đó với nhà lau nhà rồi nhưng mà sáng tao cũng phải mới to lại nó cảm thấy khó chịu lắm. Vậy hả? 5 giờ dậy làm cái gì? Em giờ ngủ chưa? Ngủ ngủ lại chưa? Em có một đơn hàng em giao đi mà không biết sao nó đưa cho em shipper kia mà nó không biết sao mọi người, nó không thấy, nó vẫn chưa cập nhật được. Còn cái đơn hàng này thì em mua. Ồ, cái đơn hàng này, cái đơn hàng này nhỏ xíu à, cái thanh kiều này nhỏ xíu à cha, chút án à, vậy mà em tưởng nó lớn lắm chứ. Hàng gì nó rẻ má ơi, tưởng nó to, nào ngờ nó nhỏ, nhỏ lắm mọi người. Cái này để lên cái này nhìn mắc cười, nhỏ xíu à, mấy kệ đi lỡ đặt này, không lấy cũng đâu có được. Trời em tưởng là cái quyển này nó to. Em tưởng đâu quyển này nó to để ghi điện nước. Nào ngờ nó có ba lớn vậy trời. Nó nhỏ xíu. Cái này ghi gì trời, cái này chắc để John Su với Na nó chơi chứ. Chứ nhỏ quá sao ghi. Không có tiền nào của nấy mọi người ha. Không có vụ mà ham rẻ. Rẻ mà giống như cái kia, giống như mình tưởng tượng, mình nghĩ là nó to. Em cũng không hình dung được kích thước nữa. Này mua cái này. Hai cuộn này, mỗi một cuộn hình như là mấy ngàn á. Hai cuộn. Cái này là để vệ sinh bằng phím mọi người. Em mua cái này để vệ sinh bằng phím. Mua hai cây viết lông màu đỏ.
hai cái viết lông màu đen kia, khi nào nó hết thì xài hai cái viết lông này. Thế viết lông này cho Su nó ghi cũng được. Su kêu Su thích ghi cái bút nhỏ, mẹ mua bút nhỏ cho Su ghi. Su cầm bút nhỏ Su mang tay hơn. Xong, vậy là xong. Tao em sẽ vệ sinh bằng phím cho coi ta. Bằng phím cái rồi em sẽ vệ sinh bằng phím thử nha mọi người. Em mua cái này nè. Cái này nó không có chữ Việt Nam trời. Không có chữ Việt Nam sao biết sử dụng ta. Đó, cái này giống xì la nó. Sao nó ướt nhẹt à? Xì lam của Su. À, ngon không mọi người? Sạch sẽ á. Ô sạch quá ha. Sạch từng ngóc ngách luôn. Sợ nó chảy nó dính vô trong thôi. Sạch nha, sạch nha. Nó có nước ướt nhưng mà nó không có dính lại, nó vẫn đi lên. Ô sạch quá mọi người ơi. Trời má ơi, lần đầu tiên con mua cái này mà thấy hiệu quả vậy luôn á. Ô cái máy tính em nó sạch nè. Vậy mà lúc trước giờ không biết, để nó đen thui thấy ghê. Sạch quá ha. Sạch ghê mọi người. Cái bàn phím trắng, cái bàn phím sạch luôn rồi nè. Giờ mới biết luôn á. Vậy mà Su nó kêu là để Su lấy xì lam của Su làm cho, Su vệ sinh cho mà. Su vệ sinh mấy cái kẻ kia cho mà. Sợ đâu có cho đâu, kêu Su làm bậy hư. Vệ sinh mấy cái bằng này kìa. Vệ sinh bằng tiếng ngon. Vệ sinh cho mấy cái kẻ này. Sạch quá. Trắng luôn đây nha mọi người. Trắng tinh luôn. Nó lấy hết bụi. Em đặt này được mấy bữa rồi đó. Nhãn vỏ với lại bao vỏ này kia nọ. Đây. Đây là bao vỏ mọi người. Bao vỏ bao tập. Nhìn đẹp quá. Combo này là 200 ngàn miễn phí ship. Gồm có bao tập nữa mọi người. Bao tập này thì gồm có bao nhiêu giấy nè, giấy nhiều lắm. Bao à, cái này gỡ ra xong rồi còn lớp keo nữa mọi người ơi. Ghê vậy. Ồ cái này còn lớp keo nữa nè, nhìn rất là chắc chắn luôn mọi người. Sẽ lấy cái này bao, cái này bao bao vỡ lại. Lịch sự quá ha, nhiều ghê luôn á, mấy lóc luôn. Trong này thì cũng có nhãn vỡ. Combo đó nhiêu ta, như là 150 miếng vậy á. Bao sách bao vỡ nè, có bao vỡ nè, bao vỡ nhỏ hơn, bao sách to hơn, size 43 và 30. Còn cái này thì size 38 với 28. Còn cái này thì cái này 43 30
có 3 size luôn mọi người, mỗi một size nó hình như là mấy miếng luôn á, dày lắm, cái trời luôn. Combo này với cái này mọi người, quan trọng nhất là cái này nè mọi người, đây quan trọng nhất là cái này nè mọi người, em in hình của su luôn nè mọi người thấy không, sợ mọi người, hình của su luôn nè, với lại có in tên luôn Nguyễn Hà My, với lại trường trường tiểu học Bầu Bàng, lớp với lại môn thì em không có kêu in, còn với năm cũng vậy, 2002 thôi, còn 24 hay mấy thì để sau này ấy, này nhiêu đây thì để, trời ơi còn tặng mấy cái sticker Hà My nữa nè mọi người, trong đó có sticker Hà My nữa nè, tha hồ mà Hà My tưởng con ngựa, quá trời hình con ngựa luôn, quá trời hình con ngựa luôn, dễ thương quá, đẹp á. Như đây có con ngựa nè mọi người, em chọn mấy cái logo có con ngựa nè, đây thì có công chúa Bạch Tuyết nè, rồi à, công chúa Bạch Tuyết, công chúa Elsa gì đó, đây có Hello Kitty nè, màu hồng nè, à, em chọn mấy mẫu cho show à. Rồi đây là thật khóa biểu mọi người, có hai thật khóa biểu cho show, để có gì show ghi, show ghi lên trên một cái su ghi ở trên bàn học, với một cái su ghi ở dưới chỗ để dưới chỗ cặp, để có gì su nhớ. Combo này thì gồm có sticker nè, thật phát biểu nè, nhãn vỡ in hình nè, rồi xong rồi sách nữa, bao sách bao vở nữa, trong bao sách bao vở thì cũng có nhãn vỡ tặng nha mọi người, có một nhãn vỡ kèm theo nè, mỗi một cái có nhãn vỡ kèm theo nhiều. Nào cũng có nhẫn vỡ kèm theo hết. Tổng cộng như đây là 200.000 mọi người, 200.000 miễn phí ship. Chị nào có con mà chuẩn bị vô học á thì mấy chị đặt đi, em đặt ở trên phở bò mọi người. Trên kêu like TikTok biết quen rồi nên là cứ kêu phở bò. Facebook á mọi người, em đặt ở trên Facebook á. Chị nào có muốn mua thì đặt đi. Mua cho con. Có mấy cái kia đựng sách rồi. Đựng gì ta? Có mấy cái đựng bút, đựng mấy cái hộp. 5.000 một bịch. Lấy ba hương. Việt Quốc. Xoài. Dâu. Ừ, cũng được á. Anh đó kêu làm dạo này ế quá, bà đó không làm mà làm gì ta, sữa chua nếp cảnh luôn mọi người, em lấy sữa chua này ăn cũng được, cũng được, đó tao bà phải mua chục bịch, kệ tao làm cái gì nữa, bén, xong rồi chúc ở nhà có nhà nha, chị đi để coi là đi đưa đơn hàng, với lại coi đơn hàng mọi người, không biết sao có một đơn hàng hôm qua đưa hai đơn mà có một đơn không đi, chỉ có một đơn đi rồi, không hiểu luôn. Gần một giờ rưỡi rồi mọi người, chắc lại đó chắc cũng 1:30, bây giờ em cũng tranh thủ người ta cũng đi nghỉ trưa, người ta cũng nghỉ trưa xong rồi. Cái mấy lần em có bị trục trặc cái gì đó em cứ ra, mà em ra sớm, em ra lúc giờ trưa người ta nghỉ trưa, cái này em phải quay về đi được, như em bị cũng 1-2 lần rồi đó, nên là này em rút kinh nghiệm. Giờ 1:00 rồi, con học cơm ăn về đi chơi mấy bữa luôn hả? Cuối tuần. Đi chơi hai người luôn, ba người luôn chứ, bốn người luôn, cái người chụp hình nữa, mấy đứa kia, mấy đứa bạn vòng ở đây nữa, quá trời. Lúc thèm chú chiên thì không có ăn. Em đi ra ngoài cũng như không mọi người, nó đâu có vận hàng, cái đơn hàng đó biết sao bị lạc mọi người, à, nội nó kêu là để nó kiếm lại, vậy là em nghi ngờ như vậy nên là vậy mới đem thêm một cái đơn, nó đem thêm một cái đơn hàng nữa mọi người.
em đem thêm một cái đơn hàng nữa. Cái xong rồi em ship đi cái đơn mới luôn, còn cái cục hàng cũ thì cứ coi nó có kiếm lại không. Là cái con nhỏ, cái con nhỏ cũng được rồi bà nè. Ừ, thì được rồi bà đó. Ừ, mảnh rồi đó. Có vậy chứ. Ăn trước chiên mọi người. Ăn trước chiên. Trước khi ăn trước chiên thì tao với mẹ ăn cơm. Mua hộp cơm gà. Em không có kêu qua lấy ít cơm mọi người, tại vì em cố tình lấy bình thường luôn để cho con Phúc ăn nữa. Ăn thêm. Ăn rồi, ăn nữa, có sao đâu. Mẹ đi làm hả? Chứ bữa nào mẹ cũng về hả? Mày ăn phụ tao đi, mày không ăn phụ tao cái ăn to tao mập lên cái tao giảm cân. Ăn ngon. Em ăn ớt được. Được thì có nghĩa là em cắn ớt trực tiếp được. Nhưng mà em ăn một lần một trái không được mọi người. Hôm qua em kêu em coi trên ăn like chị Kiều á, chị đang coi á. Chị cắn để cắn nguyên trái luôn trời à. Là không dám ăn vậy. Chưa tới đồ. Đồ của em là một cử ăn cơm là một trái ớt hoặc hai trái thôi. Nóng lắm. Ăn vậy em thấy nóng nữa. Ngon chút. Mất đi mẹ mua rồi ăn. Khi mẹ buổi trưa ở ra chỗ này mua ăn. Một cái bột vàng. Hộp 30.000. Ba mẹ con mua hai hộp ăn thôi. Nó có cơm kiêng ngon lắm. Là em hay ăn kem. Cơm kiêng ngoài chỗ này nè. Không ngon. Không ngon bạn này đúng không? Ở chỗ này có cái cơm gì ta? Hôm nãy vừa mới like xong mọi người ơi. Em bây giờ mới like bán hàng xong. Dạ em sẽ gói đơn hàng. Được 3 đơn, nãy like được 3 đơn. Được 3 đơn và 2 đơn ở TikTok shop. 1 đơn ở Zalo. Xong luôn. Tự nhiên em đang định đi qua chị Chi ăn cơm mọi người. Em làm biếng đi ra ngoài chợ bầu bàn ăn quá. Mà trời mưa luôn mọi người. Trời mưa chỗ này chắc lâu lắm mới tạnh á. Em đi ăn bánh xèo quá. Em lại tiếp tục đi ăn bánh xèo nha mọi người. Tí nữa có chắc chồng của chị Trúc Ngân xuống em để đo lại cái bách ngăn đó mọi người. Bữa em đo rồi mà chắc chị
chị với anh muốn đo cho nó chính xác, cho nó chắc ăn, nên là sẽ đo lại. Giờ em sẽ đi ăn, đi mua về ăn quá, đi mua về ăn mọi người, đi mua bánh xèo về ăn. Quế ơi, lấy cho chị 5 bịch sữa chua ơi. Hai cái bánh xèo bỏ nước mắm cay cay xíu nha. Hả? Ờ, nước mắm kia, ờ. Ủa ơi, mưa lớn luôn rồi. Đi đi, hồi tao đợi tao lái cũng được mà. Cái tiền lấy cho. Ngon, ngon được rồi, vị nào cũng được hết á. Xuất sắc luôn. Nhưng trời lạnh ăn sữa chua má ơi. Mưa lớn quá. Ngon quá. Ăn bánh xèo thôi mọi người ơi. Em mua hai cái bánh xèo 40 ngàn, với lại rau, tại đó tôi cho hơi bị nhiều luôn mọi người, đỉnh chết, cho nhiều rau vậy nè. Có nước mắm, một ly nước mắm, ôi ơi uống nước mắm mà cho một ly luôn trời, cay ăn nó ngon. Chào mọi người. Giờ này chị Trúc Ngân với chồng chị đang chạy lại hay gì mọi người. Chị vừa mới điện cho em. Em tắm rửa xong rồi. Giờ em sẽ xuống mở cửa canh. Bây giờ chồng chị tới chưa? Chắc sắp tới rồi đó, nãy điện cho em tới cổng màu bàn rồi. Hình như giờ chồng chị Trúc Ngân tới rồi. Trời ơi, đi xe máy luôn. Trời ơi, đừng cho chè luôn, sướng quá à. Cái tủ lạnh này á. Một tầng xuống hai lần. Ừ. Đúng không? Thứ ba luôn. Thứ ba. Rồi, lên trước đi. Đi thẳng thôi chứ có gì đâu. Thang thôi chứ, anh muốn đi tới đâu. Dạ, em thay mặt nạ luôn á. Nó được tặng á chị. Chị ra xong. À. Ê, ê, bữa về thôi mà nay có cái nhặt hột xoàn bự cho bá luôn. Trời ơi, ngủ đi là út nhẹm luôn đó. Chắc lấy giếng quanh quá. Giếng quanh út nhẹp luôn trời. Quá trời quý luôn rồi. Đó, trai đẹp. Chạy xe cẩn thận nha chị. Vậy hả? Người ta chở mình mới sợ đúng không? Chị cẩn thận nha. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, tí cái tay chân lên.
Ok. Bye bye. Trời ơi, quý quá trời luôn. Hai vợ chồng của chị đó đi ăn bánh canh dưới Thủ Dầu xong rồi sẵn dịp lên em luôn. Sẵn dịp lên em luôn. Chắc chị Trúc Ngân chỉ rủ chồng đi ăn bánh canh xong rồi sẵn có gì kêu lên đo cho chính xác luôn mọi người. Chứ em đo chị ảnh sợ không có chính xác, không có chuẩn. Quá trời luôn à. Ngân chỉ còn mua cho em ly chè đó mọi người. Chị ăn ở trên chè cục mâm cũ quá xong rồi chị ra bánh canh xong rồi chị còn mua chè cho em nữa. Em ăn luôn mọi người. Chứ để ngày mai, để trong tủ lạnh ngày mai nó ăn nó không có ngon. Em ăn luôn, mất công phụ lòng tốt của chị. Trời ơi. Hấp dẫn quá. Trời ơi, chè sầu riêng nó mới chịu chứ. Chè sầu riêng mọi người ơi. Em mới gọn như đi thơm mà mọi người hỏi lên chở live. Giờ em lên phòng live rồi mọi người. Em sẽ vừa ăn chè vừa live bán hàng. Em sẽ vừa ăn chè vừa live bán hàng nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Giờ này mọi người xem mọi người cũng ngủ rồi.